Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Hôm vừa rồi nhà Hậu có tiệc đó các bạn. Cho nên mấy đứa em của Hậu thì nó biết là Hậu thích làm vườn. Cho nên là nó tặng cho Hậu hai cái chậu hoa cẩm tú cầu. Thì cái loại này nó tên là Pinnacle. Nó rất là đẹp. Là ngay bây giờ thì cái bông của nó màu xanh trắng đó các bạn. Nhưng mà dần dần thì nó sẽ đổi thành màu hồng đỏ. Cho nên nó sẽ rực rỡ và nó rất đẹp. Hậu đã quyết định Hậu trồng nó xuống cái chỗ này. Là cái chỗ mà có rất là nhiều tía tô như là các bạn thấy. Cho nên trước tiên là mình phải thu hoạch tía tô. Mình làm cái chỗ để mình trồng cái hoa này xuống. Vậy mình bắt đầu ngay các bạn ha. Hậu quyết định là trồng cái cây thứ nhất vào cái chỗ Hậu đang đứng này các bạn. Bên tay trái của Hậu thì nó có cái cây bút chì. Thì cái cây này mai mốt nó sẽ cao lên tới khoảng cả 10 feet luôn đó các bạn. Còn bên tay phải của Hậu thì Hậu có một cái bụi blueberry. Cho nên là cái bụi này thì nó cũng vừa vừa thôi, kích thước nó sẽ không có to lắm. Thành ra Hậu thấy là Hậu có chỗ để trồng ngay cái chỗ giữa này. Và chỗ này nó lý tưởng là nó có nắng buổi chiều. Nhưng mà không có nắng buổi sáng thì như vậy là tốt cho cái cây cẩm tú cầu. Tại vì nó có ánh sáng, nó có nắng nhưng mà không có nhiều nắng quá. Cho nên mình thấy cái chỗ này là tốt. Thì bây giờ Hậu sẽ cắt cái tía tô này đi rồi mình bắt đầu ngay nha các bạn. Cái mớ tía tô này này các bạn là cứ hàng năm nó mọc lên thôi. Hậu không có phải trồng gì hết. Tại vì lúc trước là nó có nhiều hạt rồi nó rơi xuống đó cả nhà. Cho nên là nó mọc lên dữ lắm. Mà Hậu rất là thích cái tía tô này vì là mình ăn bún nhất nó dễ đó các bạn. Cuốn cũng ngon mà ăn bún cũng ngon. Mà Hậu thích cái điểm là ở phía dưới này các bạn thấy không? Nó chỉ đơn giản là gỗ xay thôi các bạn. Cành cây xay mà mình để vài năm nó mục ra đó các bạn. Thì như vậy, chỉ có vậy thôi. Hậu không bỏ phân và không bao giờ tưới chỗ này các bạn. Mà nó cứ lên tốt như thế này. Ăn không thể nào mà hết nổi. Cho nên mình rất là thích cái mớ tía tô này. Nó mọc ra hơi tràn lan. Nhưng mà nó cho cái số lượng tía tô thì phải nói là khủng khiếp luôn các bạn. Và ăn mệt không thể nào mà hết được. Thì trong một ngày Hậu cắt bằng này thì Hậu chia sẻ với anh David nữa. Thì cả hai người cũng ăn không hết đâu các bạn. Bây giờ Hậu phải làm cho cái chỗ này nó quang ra đó các bạn. Mà mình cắt không thì cái gốc nó còn nhiều lắm. Cho nên Hậu phải dùng cái máy quật cỏ để mình quật thêm nha. Chỗ này nó gần cái cổng sau ra vào đó các bạn. Cho nên mình muốn có một cái bụi hoa ở đây này. Thế thành ra bây giờ mình bắt đầu mình đào lỗ để mình trồng nó xuống ha. Thì các bạn thấy không? Ở đây là đất sét đỏ nhưng mà bây giờ mình đã dùng cái cây xay khoảng chừng được 2 năm đó các bạn. Thì đất bây giờ nó mềm rồi. Nó không có cứng như hồi xưa nữa. Chứ hồi xưa đất sét đỏ thì không có đào được bằng xẻng như thế này đâu. Mà bây giờ Hậu chỉ đào bằng xẻng nhấn xuống thôi là nó được rồi này các bạn. Hậu đào xuống tới đây thì mình đụng cái rễ này này cả nhà. Cho nên Hậu sẽ cố gắng dùng cái rìu cũng như là cái búa để mình cắt nó đi các bạn ha. Cái này mình cắt bằng xẻng cũng được nhưng mà nó cực đó các bạn. Còn mình cắt bằng búa thì nó dễ hơn hẳn. Đó, vậy là mình lấy được cái rễ ra dễ dàng này. Các bạn thấy là khi mà Hậu đào lên thì nó có những cái miệng sành sứ như thế này không? Có nghĩa là cách đây xa xưa thì người ta đã làm một cái gì đó xây dựng ở trên cái miếng đất này rồi.
Và có lẽ những người công nhân xây dựng họ đổ những cái vật liệu dư ra đây này. Thì Hậu đã ở đây là khoảng chừng 12-13 năm. Mà cái nhà này thì hoàn toàn không dùng tí vật liệu nào như thế này. Hoàn toàn không dùng. Có nghĩa là trước đây lâu lắm chẳng biết bao giờ người ta đã dùng cái này ở đây. Bởi vậy cho nên các bạn thấy không? Mọi thứ nó đều như vậy đó. Là có một thời để trồng, có một thời để nhổ, có một thời để xây và có một thời phá đổ. Thì nó cứ vòng qua vòng lại thế thôi. Hôm nay vòng tới đây thì lại tới lượt mình trồng cây. Cho nên rồi biết đâu nữa, 100 năm nữa nó ra như thế nào, ai mà biết được phải không các bạn? Nhưng mà cái việc của mình sống cho vui, cho khỏe, cho tốt, trồng cây thì mình cứ tiếp tục làm thôi. Bây giờ Hậu mang cái xe đất này đi ra ngoài vườn đổ nha các bạn. Bây giờ mình trộn đất để bỏ thêm xuống hố nha. Thì Hậu đã dùng một chút đất mình đã đào lên từ cái hố, rồi một chút compost mà vườn tự làm, rồi Hậu có một chút phân bò đã hoai mục, một chút phân nấm, cũng như là một chút cái đất người ta bán ngoài chợ. Thì bây giờ cái thành phần mà Hậu muốn bỏ thêm vô và muốn chiếu cho các bạn xem chính là cái này này các bạn. Tức là cái này nó gọi là acid lover đó. Thì nó dành cho những cái cây mà thích cái độ pH nó thấp, giống như cái cây cẩm tú cầu của mình. Cho nên trước khi trộn đất á, thì Hậu bỏ vào vài cái nấm, cái phân này các bạn ha. Để cho cái pH nó giảm xuống một chút, thì nó phù hợp với cái cây mà mình đang trồng hơn. Cho bằng này đất thì Hậu sẽ bỏ vào khoảng chừng 3 nấm. Thế rồi mình trộn lên rồi mình mang xuống dưới đó nhá. Mình đã trộn đất xong, thành ra Hậu đã đào cái lỗ mà nó sâu hơn cái bầu cây đó. Cho nên bây giờ mình bỏ một chút cái đất tốt xuống cái hố đó các bạn ha. Một khi mình căn cái độ cao mà cái mặt đất của trong cái chậu cây nó bằng cái mặt ngoài đất và phía bên này nó cao hơn một chút đó, thì như vậy là vừa các bạn nha. Tại vì cái cây này mình cần trồng nông thôi chứ không có cần trồng sâu các bạn ạ. Rồi một khi mình thấy nó được rồi thì mình gỡ cái chậu ra. Xong rồi mình đặt cái cây này nó nằm xuống. Rồi lấy một cái rìu đó các bạn. Mình gạch gạch một vài đường chung quanh như thế này. Để cho mình kích thích cái bộ rễ cho nó phát triển đó các bạn. Vì là cái bộ rễ nó nằm trong này lâu ngày rồi cho nên là nó bị quấn chung quanh. Cho nên mình cắt cắt ra như thế này thì nó kích thích cho cái bộ rễ nó phát triển các bạn ạ. Và cái cây của mình thì nó quá nhiều rễ thành ra nó không có chết đâu. Nó chỉ là kích thích để cho nó ra rễ mới nhanh thôi. Đó, một khi làm vậy xong thì bỏ xuống đây lại. Rồi mình căn cái góc nào mà mình muốn đó. Cái góc nào mình thấy nó đẹp ở cái thế đất mình muốn, xong rồi là mình giữ nó lại chỗ đó. Rồi mình sẽ đổ đất vô chung quanh các bạn. Mình nhắn cái đất chung quanh vô cho nó vô chắc chắc vô các bạn nha. Xong rồi sau đó Hậu sẽ lấy chân để mà dẫm nó xuống nữa. Và cuối cùng thì mình bỏ vô một cái lớp phủ mặt đất các bạn ơi. Cái lớp mô. Cho nó dày khoảng chừng 2 inches là được các bạn ạ. Bây giờ mình tưới nó nha các bạn. Cái cây cẩm tú cầu này, cho dù cái loại này là quick fire fab, nó gọi là panicle hydrangea đó các bạn. Thì cái loại cẩm tú cầu này nó cũng giống như những loại cẩm tú cầu khác, là nó rất cần nước nha các bạn. Thành ra khi mà mình trồng nông như vậy để mà cái bộ rễ nó phát triển ra, cũng như là nó không có bị nước tù đó. Nhưng mà các bạn phải nhớ là tưới nước cho nó đầy đủ nha các bạn. Cái cây này mà nó bị khô nước á, là cái cây nó héo và nó không có ra bông được đâu. Cho nên bây giờ mình đã có đất tốt chung quanh, rồi mình đã có một lớp phủ mặt đất là mô rồi, thì mình phải tưới nước cho nó đầy đủ và cố gắng tưới cho nó hàng ngày những cái ngày đầu các bạn ha. Rồi sau đó mình tưới thưa ra dần dần.
Dĩ nhiên tưới nước thì vừa thôi chứ không tưới quá các bạn ạ. Mình trồng những cái hoa như thế này này các bạn, thì không những là vườn của mình nhìn nó đẹp hơn, mà là nó có ong nó tới đây các bạn ạ. Ong thì thích đi hút mật, cho nên khi mà ong nó tới vườn mình á, thì trong vườn mình có nhiều thứ để mà cần thụ phấn. Nào là bí ngòi, bầu, bí, mướp, ngay cả giàn đậu cũng vậy. Cho nên ong nó là một cái con côn trùng mà mình rất cần trong vườn. Và hoa nó giúp cho mình nhiều ong hơn các bạn ha. Trước khi mình trồng cây thứ hai thì Hậu thấy cái cây Việt Quất Blueberry nó chín ngon lắm này các bạn. Cho nên mình hái mình ăn vài trái cho mình có sức mình trồng cây thứ hai ha. Các bạn nhìn này, đã chưa? Nó khá bự rồi này. Cho nên mình ăn thử coi nó làm sao ha. Nó vẫn còn một chút chua, nhưng mà nó ngọt hơn năm ngoái các bạn ạ. Bởi vậy cho nên đúng là khi mà cái cây của mình, cái bộ rễ nó bắt xuống càng sâu và cái đất của mình càng tốt, thì dần dần nó ngọt ra hơn. Cái đó có nha các bạn. Hồi nãy Hậu nói là có một thời để trồng, có một thời để nhổ đó các bạn. Cho nên bây giờ Hậu mới mang các bạn tới cái nghĩa trang của vườn Hạ Ngâu các bạn ạ. Là cái chỗ này, tất cả những cái cây mà mình đã trồng rồi nó già rồi mình cắt đi đó, thì mình đều dục vào cái góc này hết để cho nó từ từ nó phân hủy. Và tất cả những cái chất ở trong cây trồng thì không bị uổng đi tí nào và trở lại đất hết. Cho nên người mình cũng vậy, mình cũng chỉ ở cái thế gian này một cái thời gian tạm thời thôi, rồi sau đó mình cũng ra đi. Nhân nói về nghĩa trang đó các bạn, thì trong khi mà Hậu trồng cái cây thứ hai này, Hậu kể cho các bạn nghe câu chuyện này ha. Các bạn muốn nghĩ sao thì các bạn nghĩ ha. Thế thì có anh chàng kia người Mỹ khoảng chừng 30 mấy tuổi, thì anh ấy mới sống với cha mẹ cũng như là vợ và một cô con gái bé khoảng chừng 4-5 tuổi thôi. Thì mỗi khi anh đi làm về buổi chiều ra vườn, thì con bé nó thường ra vườn để mà nó thích chơi ở gần bên cạnh bố nó. Thì con bé nó có một cái thói quen khá lạ thường là mỗi buổi chiều khi mà cha con làm vườn xong đó, trước khi vào nhà chập choạng tối, thì nó hay ngồi xuống nó cầu nguyện. Thế hôm đó nó mới cầu nguyện như thế này. Con xin cầu nguyện cho bố mẹ con được bình an khỏe mạnh, cho bà của con được khỏe mạnh vui tươi, và con xin tạm biệt ông của con. Thế anh ấy mới thấy nó cầu nguyện lạ lùng quá, cho nên anh mới bảo, ủa sao hôm nay con cầu nguyện lạ vậy? Thì nó mới nói chứ, con nghĩ sao con nói vậy thôi. Thì không ngờ, sáng hôm sau, ông của nó chết thật. Cho nên gia đình buồn lắm, đưa đám tang ông. Và sau đó thì anh chàng này cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì tưởng rằng con bé nó nói như vậy, nó chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó thôi. Thế vậy vài tháng sau, cha con vẫn âm thầm tiếp tục làm vườn. Thì một hôm con bé nó lại cầu nguyện thế này. Con cầu xin cho cha mẹ con được khỏe mạnh bình an và con tạm biệt bà của con. Thế anh này nghe thế vậy là bắt đầu hơi run rồi đó các bạn. Thì quả thật ngày hôm sau là mẹ anh ấy, là bà của con bé chết thật. Cho nên khi mà mẹ của anh ra đi như vậy, anh rất là buồn và rất là hoảng. Vì bây giờ anh nhận ra là con bé nhà mình hình như nó có một cái mối dây liên hệ gì với cái cõi sau đó. Cho nên những gì nó nói ra tưởng là con bé tự nhiên mà nói, nhưng mà không ngờ nó đều đúng. Cho nên gia đình rất buồn và đưa đám ma của bà. Và khi mà đưa đám ma vài tháng sau bắt đầu nó nguôi ngoai, thì anh đang ra làm vườn, thì anh lại thấy con bé bước ra từ trong nhà đi ra. Thì lần này là anh bắt đầu anh lo sợ rồi đó. Mọi khi thấy con bé thì mừng là nó ra nó chơi bên cạnh mình cho nó vui, cha con làm vườn cho vui. Nhưng mà bây giờ anh thấy con bé bước ra là anh bắt đầu anh lo rồi, không biết là nó sẽ cầu nguyện thế nào. Thì quả thật là chập choạng tối nó cầu nguyện trước khi vào nhà. Con cầu xin cho mẹ con được bình an khỏe mạnh và con xin tạm biệt ba con. Anh hoảng, thực sự hoảng. Anh bảo chuyến này chết chắc rồi. Cho nên là tối hôm đó, đêm hôm đó, anh không thể nào mà anh ngủ được. Và sáng sớm ngày hôm sau thì vội vàng là ra xe đi làm ngay. Thì khi mà anh đi làm sớm vậy đó, tới trưa thì anh đói quá, vì từ sáng tới trưa quên ăn luôn. Cho nên trưa thì gọi người ta mang đến cho anh một cái ổ pizza
và không phải đi ra ngoài, vì anh sợ là đi đâu thì chắc thế nào cũng chết thôi. Cho nên ăn pizza xong rồi ở lại chỗ làm việc luôn, không về nhà. Thì đến buổi chiều bà vợ mới gọi ra nói: anh ơi, sao trễ thế này rồi mà anh chưa về? Thì anh chỉ nói nhỏ nhỏ là hôm nay anh nhiều việc quá, cho nên để anh làm khi xong có lẽ quá nửa đêm thì anh về. Và từ trưa tới chiều tối, anh khổ sở coi đồng hồ liên tục. Lúc nào cũng xem đồng hồ coi là mấy giờ, để xem coi mình có thoát được từ bây giờ cho tới nửa đêm không. Cứ xem đồng hồ khổ sở như vậy, mãi cuối cùng cũng tới 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm. Và anh đã vượt qua được cái 12 giờ đêm. Anh vội vàng anh đứng dậy, mừng quá, anh đi về. Thì 12 giờ rưỡi về tới nhà. Thì khi mở cửa vào nhà, thấy cô vợ đang là thút thít khóc ở ngoài phòng ăn. Thì anh mới nói chứ: ủa em ơi, anh về tới nhà bình an rồi, làm sao mà em lại khóc như thế? Thế thì cô vợ mới ngẩng lên, lau nước mắt và nói: anh ơi, cái ông đưa thư cả 10 năm nay cho nhà mình, không biết làm sao mà hôm nay ông đưa tới thùng thư thì ông lăn ra ông chết anh ạ. Cho nên các bạn muốn hiểu sao các bạn hiểu nha. Vậy là cuộc sống của con người có lắm chuyện buồn vui phải không các bạn? Cho nên ngày hôm nay Hậu xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn theo dõi kênh Vườn Hạ Ngâu và xem cái video về cái cách trồng cẩm tú cầu ngày hôm nay. Hậu hy vọng là các anh chị và các bạn chia sẻ với Hậu cái cách chăm sóc cái cây cẩm tú cầu này, cũng như là khi nào thì nó đổi màu nha các bạn. Vì lần đầu tiên Hậu trồng cho nên Hậu cũng chưa có biết đó. Mến chúc cho các bạn làm vườn thật vui, có nhiều hoa để ngắm, có nhiều ong tới vườn chơi. Và xin hẹn gặp các anh chị và các bạn vào lần tới. Bye bye nào.